chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay cũng nhân dịp cuối tuần rồi, mình đổi món cho gia đình ha. Ở đây mình có 1 kg thịt bò. Hôm nay mình sẽ nấu món hủ tiếu bò kho nha. Mình có 5 cây sả nè. Đó, 5 cây sả mình đã rửa sạch rồi. Với lại nửa ký củ cà rốt và trái ớt ha. 1 nhánh gừng nè. 1 củ hành trắng. 5-6 củ hành tím và 1 củ tỏi. Rau ăn kèm thì ngò gai với lại rau Huế ha, giá hẹ luôn. Mình có gia vị nấu bò kho, 1 bịch bột khô và 1 bịch bột nước nha. Mình ra tiệm tạp hóa mình nói là mình nấu 1 kg bò kho thì cái cô bán bò kho bán cho mình như vậy đó. Mình có 4 muỗng canh đường ha, 2 muỗng canh muối nha, với lại 1 muỗng cà phê bột ngọt nè. Mình có sử dụng tiêu luôn nha, mình xài khoảng tầm 1 muỗng cà phê tiêu là được rồi. Bây giờ bắt đầu mình sơ chế các nguyên liệu để mình nấu cái phần hủ tiếu bò kho ha. Trước tiên thì mình băm cái phần củ hành tím cho nó nhuyễn trước nha. Hành tím xong mình cho sang một bên nè. Bắt đầu mình băm tới tỏi ha. Tỏi thì mình cũng băm nhuyễn luôn, mình cũng để sang một bên. Gừng thì mình sắc lát ra, sau đó là mình cũng băm nhuyễn cái phần gừng luôn ha. Gừng này là mình để là mình rửa thịt bò của chú anh chị. Rửa phần thịt bò gừng á thì nó sẽ không có bị hôi cái phần thịt bò đâu nha. Mình băm nhuyễn xong phần gừng mình để sang một bên. Mình sơ chế phần củ cà rốt nè. Cà rốt thì tùy theo cô chú anh chị mình tỉa hoa hoặc là cắt khúc nha. Hôm nay Linh Nguyễn sẽ tỉa vài cánh hoa nè. Cắt cắt như vậy nó cũng dễ lắm cô chú anh chị. Cà rốt của mình tỉa hoa cũng xong rồi nè. Bắt đầu mình sơ chế cái phần củ hành trắng luôn. Củ hành trắng thì mình cắt theo dạng múi cao ha. Để phần củ hành trắng riêng một bên. Bắt đầu mình sơ chế tới cái phần sả ha. Sả thì mình đập dập nha. Đập dập cái đầu sả nè. Để mình cắt cái phần đầu sả mình ướp. Còn cái khúc sả ngọn thì mình xào ha. Sơ chế xong phần sả thì bây giờ mình cắt luôn cái phần thịt bò ha. Thịt bò thì tùy theo cô chú anh chị mình cắt lớn cắt nhỏ nha. Hôm nay Linh Nguyễn sẽ cắt cái khối lớn ăn cho nó ngon nè. Nguyên một cục tọn lõn luôn. Thịt bò này là thịt bò Úc quá cô chú anh chị. Sớ thịt bò nó rất là ngon luôn. Nó mình cắt cục cục như vậy là được rồi. Mình cắt xong cái phần bò, sau đó là mình rửa ha. Mình cho hết cái phần gừng đập dập vô nè. Và nước lọc ha. Rồi sau đó là mình bóp cái phần bò. Làm như vậy á, bò của mình không bị hôi nha. Bóp khoảng 3 phút thì mình đi rửa lại nước lọc nha. Để ráo rồi bắt đầu mình ướp cái phần bò. Giờ thì mình ướp phần bò ha. Mình cho 3 muỗng canh đường nè. 2 muỗng canh muối và nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Hành tím mình cho vô mình ướp nè.
hành tím thì mình ướp thịt bò nó rất là thơm. Cho thêm tí xíu tỏi nữa nha. Tiêu thì mình cho một muỗng cà phê tiêu là được rồi. Mình cho cái gói bột bò kho vô mình ướp luôn nha. Sau đó là mình trộn đều lên nha cô chú anh chị. Mình trộn đều gia vị lên, sau đó mình cho vài cái cọng sả vô luôn. Mình cũng trộn đều lên nha. Cô chú anh chị mình ướp trong vòng 1 tiếng đồng hồ là mình đi nấu cái phần bò này được ha. Sau 1 tiếng thì cái phần bò của mình cũng được rồi. Bắt cái nồi lên nè. Sau đó cho tầm 2 muỗng canh dầu ăn ha. Dầu ăn nóng thì mình cho tỏi vô mình phi cho nó thơm nè. Cho cái phần sả cộng vô mình phi cho nó thơm luôn ha. Sau đó thì mình cho cái phần thịt bò vô mình xào nè. Trộn đều lên cho nó săn cái phần thịt bò nha. Mình có mấy cái lá tươi nấu cái phần bò kho cô chú anh chị. Mình mua cái bột ướp á, thì cái cô bán cho mình một nắm lá nè. Rồi sau đó thịt bò săn thì mình cho 2 lít nước dừa tươi vào ha. Thịt bò út này nó cũng lẹ mềm lắm cô chú anh chị. Hầm khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ là cái phần thịt bò của mình cũng được rồi đó. Rồi cho ngập nước lên trên cái bề mặt của thịt bò luôn ha. Mình nấu cái phần hủ tiếu bò kho đó thì mình đậy nắp á, thì mình đậy hơi hơi vậy là được rồi cô chú anh chị. Nếu mình thấy cái phần thịt bò mình cứng quá đó, mình cho một cục nước đá tủ lạnh vô ha. Đó, Linh Nguyễn cho một cục nước đá vô cho nó lẹ mềm cái phần thịt bò nha. Cô chú anh chị mình á, nếu mà ăn bò kho chấm với lại bánh mì á thì nấu khoảng tầm 1 lít rưỡi nước dừa là được rồi. Còn mình ăn hủ tiếu thì mình nấu 2 lít nước ha. Nhiều hơn cũng được nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ cái phần thịt bò của mình cũng gần được rồi nè. Bắt đầu mình nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình ha. Mình thấy nó chưa được đậm đà quá thì mình cho thêm khoảng tầm nửa muỗng canh đường nữa nha. Rồi mình cho cái phần củ cà rốt vô luôn nè. Mình chờ nó sôi bùng lên, bắt đầu mình vớt cái phần bọt nha. Phần bò kho của mình nè cô chú anh chị nhìn rất là ngon luôn á. Bây giờ là nó rất là thơm luôn rồi. Sau một hồi thì cái phần thịt bò của mình cũng mềm rồi nè cô chú anh chị. Đó, mình lấy đũa mình sắn nó đã mềm rồi. Mình cho cái gói bò kho nước vào ha. Cô chú anh chị mình nếu mà muốn ăn cái phần nước bò kho nó sệt sệt đó thì mình cho khoảng tầm 2 muỗng canh bột năng ha. Mình quậy đều lên nha. Thịt bò với lại cái phần củ cà rốt của mình cũng chín rồi đó. Mình sẽ cho cái phần củ hành trắng vô luôn. Củ hành trắng cho vô á thì đang trong nóng vậy nè cô chú anh chị là nó đã chín rồi. Như vậy là cái nồi bò kho của mình cũng xong. Bây giờ bắt đầu mình trụng cái phần hủ tiếu nha. Mình bắt cái nồi nước lên, nước sôi thì mình cho cái giắt hủ tiếu vô mình trụng. Cô chú anh chị mình cho cái phần hẹ vô mình trụng luôn nha. Trụng cái phần hủ tiếu á, thì mình bắt nước sôi lên, sau đó mình cho khoảng tầm một muỗng canh dầu ăn ha. Để mình trụng cái phần hủ tiếu nó sẽ không có bị dính chùm với nhau nha.
Rồi cái phần hủ tiếu của mình cũng trụng xong. Bây giờ bắt đầu mình múc cái phần bò kho ha. Thơm quá cô chú anh chị ơi. Mấy em bò kho thôi tọn lõn nhìn rất là ngon luôn. Mình cho miếng rau thơm vô nè. Sau đó mình chan cái phần nước vô. Cho tí xíu củ hành trắng vô nữa. Cho cái phần bò kho của mình nó thơm. Chan nước vô. Tiếp tục mình sẽ múc thêm tô nữa. Tại hôm nay mình nấu gia đình mình 3 người. Rồi cái phần bò kho của mình cũng xong rồi nè cô chú anh chị. Múc ra tô xong hết luôn rồi nè. Ăn kèm với lại giá đồ rất là ngon. Cho vài lát ớt lên nè. Như vậy là cái phần hủ tiếu bò kho của bếp Linh Nguyễn cũng xong rồi nè. Mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái món hủ tiếu bò kho với lại bếp Linh Nguyễn nha. Rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Lặt rau để vào trong cái tô nè. Thì hôm nay mình có ăn kèm tương ớt nè, tương đen, rồi với lại sa tế ha, có muối ớt và vài lát chanh nữa, rất là ngon. Hủ tiếu á, thì mình trụng á, là mình cho cái phần dầu ăn vô, mình trụng cái phần hủ tiếu thì nó sẽ không có bị dính ha. Đây nhìn những cái cục bò kho của mình nè, rất là ngon nè cô chú anh chị. Rồi một lần nữa Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái món hủ tiếu bò kho với lại bếp Linh Nguyễn nha. Rồi thôi mình kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong clip lần sau nha. Bye bye.